Xin chào các em và quý phụ huynh. Và trước khi đến với luyện tập chung thì thầy sẽ hệ thống lại kiến thức mà chúng ta đã học để chúng ta ôn tập trong cái phần luyện tập chung của chúng ta hôm nay. Như vậy thì chúng ta đã học được thứ nhất, đó là tính chất chia hết. Đó là ta có được gì các em? A chia hết cho M và B chia hết cho M. Thì tổng của nó A cộng B cũng sẽ chia hết cho M. Này cho nào. Tương tự tính chất này cũng áp dụng được cho hiệu A chia cho M, B chia hết cho M. Thì A trừ B cũng sẽ chia hết cho M. Rồi. Và chúng ta có cái thứ hai, đó là gì các em? Ước và bội. Ước và bội. Vậy thì ước A chia hết cho B thì A được gọi là bội. Đúng chưa? Bội của B. Và B là ước của A. Nhớ lại như nào. Và các em có cách tìm ước. Tìm ước là ước của A. Thì các em sẽ gì? Sẽ chia. Chia từ 1 cho đến A. Rồi, và cách tìm bội. Bội của B thì các em sẽ lấy gì? Lấy B nhân. B nhân gì? Tự 0, 1, 2, vân vân vân. Đấy. Và thường với cái bội này các em thì nó bội của chúng ta thì vì nhân nó rất nhiều ha. Nhân mà từ 0, 1, 2 đến vô số. Nên là thường thường đối với cái bội này người ta sẽ có điều kiện cho mình. Tức là tìm bội của 2 nhỏ hơn 10 chẳng hạn. Đấy, điều kiện tức là nhỏ hơn bao nhiêu đấy. Đấy không nào? Hoặc là không vượt quá bao nhiêu đấy. Thứ ba, đó là chúng ta sẽ đi sang cái dấu hiệu. Dấu hiệu chia hết. Vậy đây đầu tiên mà chia hết cho 2. Thế chia hết cho 2 thì tận cùng. Số tận cùng. Tận cùng là các số chẵn. Là các số nào? 0 này, 2, 4, 6 và 8. Được không nào? Cái tận cùng này hay là cái số mà nằm ở hàng đơn vị các em. Được chưa? Tương tự chia hết cho 5 thì số tận cùng là 0 và 5. Được không nào? Chia hết cho 3 thì tổng các chữ số chia hết cho 3. Đấy. Tương tự như thế, chia hết cho 9 thì tổng các chữ số chia hết cho 9. Đó nào. Và cái thứ tư đó là gì? Số nguyên tố. Số nguyên tố. Thì các em nhớ rằng số nguyên tố này chúng ta chỉ xét những số lớn hơn 1. Và nó sẽ như thế nào được gọi là số nguyên tố? Chỉ có hai ước. Chỉ có hai ước là 1 và 9 nó. Được không nào? Và thường thì chúng ta sẽ có những các số nguyên tố nhỏ hơn 10. Sẽ là 2, 3, 5 và 7. Còn những số nguyên tố mà nhỏ hơn 1.000 á thì các em tra trong cái bảng ở trang gì các em? Trang 121 á, ở cuối cuốn sách ấy. Được chưa nào? Rồi. Cái tiếp theo sẽ là gì nào? Là hợp số. Thế thì hợp số chúng ta cũng xét những số lớn hơn 1. Vì những số gì? Số 0 và số 1 này không phải là số nguyên tố và không phải là hợp số. Vậy thì hợp số thì nó là những số lớn hơn 1 và có nhiều hơn 2 ước. Có nhiều hơn 2 ước. Hay là nói một cách khác gì? Nó có thể có gì? Có 3 ước, 4 ước, vân vân. Hoặc là chúng ta có thể làm gì các em? Loại trừ số nguyên tố thì còn lại sẽ là hợp số. Được không nào? Đấy.
Hoặc là chúng ta có thể chọn phương án là loại trừ các số đó là hợp số thì nó sẽ là số nguyên tố, còn lại nó sẽ là số nguyên tố. Rồi. Và cái tiếp theo đó là phân tích ra thừa số nguyên tố. Và cái phân tích ra thừa số nguyên tố này thì thường người ta sẽ phân tích theo gì các em? Theo cục dòng. Thầy chẳng hạn thầy có 18 ha. 18 phân tích tận cùng 8 chia cho 2 thì 18 chia 2 được 9. 9 chia cho 3 được 3. 3 chia 3 được 1. Được chưa nào? Thì nó sẽ kết thúc quá trình phân tích. Vậy thì 18 sẽ bằng 2 nhân cho 3 mũ 2. Được không nào các em? Rồi như vậy thì đấy là những cái lý thuyết mà chúng ta học để ôn tập trong cái phần luyện tập chung. Còn những cái ví dụ các em ha, trong này có ví dụ 1, 2, 3 thì người ta đã làm rất rõ cho mình rồi. Thì các em đọc ví dụ, được chưa nào? Đấy. Đây, phân tích theo sơ đồ cột, người ta còn phân tích khá rõ ràng. Người ta làm cái sơ đồ cây. Rồi, thế thì thầy sẽ hướng dẫn cho các em các bài tập. Chúng ta đi bắt đầu bài tập 2.25. Từ các số 5013, chúng ta có 4 số. Và viết các số tự nhiên có 3 chữ số ha. Ở trên này là chúng ta có 4 số này các em, nhưng người ta yêu cầu là viết số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau. Các số đó chia hết cho 5. 2.25. Mày để chia hết cho 5 là các em quan sát nè. Từ 4 số ha, 5 này, 0, 1, 3. Chúng ta viết thành số tự nhiên có 3 chữ số. Và 3 chữ số này chia hết cho 5. Vậy thì chia hết cho 5 thì nó sẽ thỏa mãn gì các em? Cái số cuối cùng này sẽ là số nào nhỉ? Sẽ là số 0 và 5. Đây, hai số này sẽ thay phiên nhau đứng. Đúng chưa nào? Và ở chữ số đầu tiên thì rõ ràng chúng ta không thể nào chọn số 0, nên chúng ta chỉ có 3 số để thay phiên nhau đứng, đó là số 5, số 1 và số 3. Hiểu không nào? Rồi, như vậy thì ở đây thầy sẽ có được gì nào? Câu A. Các số có 3 chữ số khác nhau chia hết cho 5 trong 4 số ha, chia cho 5 trong 4 số 5, 0, 1, 3 là gì nào? Như vậy thầy chọn số 5 ha, thầy chọn số 5 trước. Số 5 thì tiếp theo sẽ là số gì? Có thể tiếp theo sẽ là số 1 và đến số 0. 510. Được không nào? Sau đó thầy lấy gì? 53530. 53530, được không nào? Rồi, tiếp tục như thế. Thầy lấy số 1. À, vậy thầy đảo lại đó là gì? 150. Rồi gì nữa? 130. Được không nào? Rồi tiếp tục thầy sẽ lấy gì nữa? 310, 350. Được chưa? Như vậy thì đã chọn số 0 đứng ở trên hết rồi. Tiếp tục chúng ta chọn đến số 5 đứng ở phía sau. Vậy thì số 5 thì thầy sẽ có được là 135, đúng không? Hoặc là có thể gì các em? 135 hoặc là 1 gì? 05. Hoặc có thể là gì các em? Có thể là gì nữa nè? 135. Đúng chưa? 105. Gì nữa? 305 và 315. Được không nè? Được không các em? Đấy, như thế thì chúng ta sẽ có được các số này là các số sẽ chia cho 5 ha, thay phiên nhau đứng các em nha. Câu B. Các số chia hết cho 3. Như vậy, trong 4 số này á, mà ra các số mà chia hết cho 3 các em, thì các em để ý nè. Chúng ta sẽ chọn các tổng các chỉ số nè. Thằng này có thể là ta sẽ lấy gì? 501. Vì tổng của chữ số của nó là 6. Đúng không nào?
Như vậy thì thầy có được cái nhóm này. À, thầy ghi là các số có 3 chữ số khác nhau chia hết cho 3 là chia cho 3 là. Vậy thầy có được gì? Nhóm 1 ha. Nhóm 1 là các số. Số gì? 5 0 1. Tổng của nó sẽ là 6 nè các em, đúng chưa? Nên nó sẽ chia hết cho 3 ha. Nhóm 1 ha, các số 5 0 1 là gì nào? Mình ghi cái này trước đi. Thì nó sẽ là gì? Ở đây thì không có chữ số cuối cùng, ta chỉ có được là số 0 này không được đứng đầu tiên thôi, đúng chưa? Vì không mà đứng đầu tiên thì nó là số có 2 chữ số. Thì thằng này thầy nói nhiều rồi. Thế thì nó sẽ có là 501 này ha. Rồi gì? 510, đúng không? Rồi 105 này. Rồi 150. Thế thôi. Đấy, cứ thay số 5 và số 1 sẽ thay nhau đứng đầu thôi các em. Thế thôi. Được chưa nào? Tiếp tục nhóm 2. Nhóm 2 các số. Số nào mà chia hết cho 3 nhỉ? 5 0 3. Đúng không? 5 này với 3 là 8. À xin lỗi các em. Thầy bị nhầm. Hôm nay thầy sẽ có được gì? 1 3 5. Tức là 9, 9 mới chia cho 3. Đúng chưa? Vậy thằng này sẽ là 1 này, 3 này, 5. Thì thằng này thì số 1 đứng đầu, số 3 đứng đầu, số 5 đứng đầu. Và thay nhau đứng thôi ha, là gì nào? 1, 3, 5. Tương tự 1, 5, 3. Số thứ 2 đứng đầu, số 3 đứng đầu, 3, 15. 3, 5, 1. Đúng không? Và gì nữa? 5, 1, 3. Và 5, 3, 1. Thế thôi. Đấy. Rồi xem còn số nào nữa không? 1, 3, không, không được. Đúng không? Rồi 530 không được. Rồi, như vậy hết rồi. Tiếp tục chúng ta đi sang bài 2.2.26. Phân tích các số AB ra thử số nguyên tố 2.26. Vậy thì ở đây ta có được câu A sẽ là 4 mũ 2 nhân cho 6 mũ 3. Thế 4 mũ 2 này thì ở đây thầy sẽ phân tích ra thành gì các em? Thành 4 nhân 4. Đúng không? 6 mũ 3 thầy sẽ phân tích thành 6 nhân 6 và nhân 6. Được chưa nào? Vậy thì 4 này thì sẽ viết là 2 mũ 2, đúng không? Tương tự số 4 này sẽ là 2 mũ 2. Được không nào? Số 6 này sẽ là 2 nhân 3. Số 6 này sẽ là 2 nhân 3. Và số 6 này là 2 nhân 3. Được không nào? Rồi bây giờ chúng ta viết gọn lại. Đây sẽ là thừa số nguyên tố này. 2 mũ 2 với 2 mũ 2 sẽ là 2 mũ 4, 2 mũ 5, 2 mũ 6, 2 mũ 7. Được không? 3 mũ 1, 3 mũ 2, 3 mũ 3. Rồi. Như vậy xong câu A, có hiểu không các em? Đấy. Số 4 và số 6 này là hợp số, nên chúng ta đưa về các thừa số nguyên tố là số 2 và số 3. Rồi câu B. 9 mũ 2 nhân cho 15 mũ 2. Vậy thì 9 mũ 2 này có phải là bằng 9 nhân 9 không? 15 mũ 2 có phải bằng 15 nhân 15 không? Đúng chưa nào? Thế thì 9 nhân 9 sẽ là gì? 3 mũ 2 sẽ là bằng 9 nhân cho 3 mũ 2. Được không? 15 này thầy sẽ phân tích thành 3 nhân 5. 15 này thầy sẽ phân tích thành 3 nhân 5. Được không các em? Vậy thì thầy sẽ có được là gì nào? 3 mũ 2 với 3 mũ 2 là 3 mũ 4 này. 3 mũ 4 lắm với 1 là 3 mũ 5. 3 mũ 5 với 1 là 3 mũ 6. Các em nhân lại với nhau cộng các số mũ, được chưa nào? 5 mũ 1 với 5 mũ 1 nhân lại với nhau sẽ là 5 mũ 2. Như vậy thì thầy đã phân tích các số này ra thừa số nguyên tố. Được không nào? Rồi tiếp tục ta đi sang bài 2.27. Tìm các số tự nhiên x không vượt quá 22 sao cho. Câu A.
2.27 này. 2.27 cộng a 100 trừ cho x. Và 100 trừ cho x này chia hết cho 4, thằng này sẽ chia hết cho 4. Vậy tính chất chia hết của một hiệu, quan hệ chia hết của một hiệu thì ta sẽ có được gì? Vì 100 này chia hết cho 4 không? Có, đúng không? 100 chia hết cho 4. Nên x này cũng sẽ chia hết cho 4. Thì cái hiệu này nó mới chia hết cho 4. Đúng không nào? Vậy x là bội của 4 và không vượt quá không vượt quá 22. Đúng chưa? Và x sẽ là bội của 4 và không vượt quá 22 thì nó sẽ thuộc các số gì nào? Bội của 4 thì sẽ là lấy số 4 này nhân cho 0, 1, 2, 3, vân vân vân. Và phải nhớ không vượt quá 22. Được không nào? 4 x 0 được 0 ghi vào. 4 x 1 được 4. 4 x 2 được 8. 4 x 3 12. 4 x 4 16. 4 x 5 20. 4 x 6 24 được không? Không được nha, vì nó không được vượt quá 22. Vậy thì đây chính là tất cả những số gì các em? Bội của 4 và không vượt quá 22 và thỏa mãn được cái điều kiện là 100 trừ x chia cho 4. Các em có hiểu không nào? Rồi. Tiếp tục chúng ta đi sang câu B. Câu B chúng ta cũng trình bày tương tự. Cũng là gì? 18 cộng cho 90 cộng cho x. Và thằng này cũng chia hết cho 9. Và rõ ràng chúng ta cũng chọn những số mà x này cũng là những số mà không vượt quá 22. Thì giải tương tự thôi. Vì 18 chia hết cho 9 không? Có. Chấm phẩy. 90 chia hết cho 9 không? Có. Đúng chưa? Nên rõ ràng x chỗ này cũng chia hết cho 9. Đúng chưa? Chia hết cho 9 thì tổng này nó mới chia hết được. Đúng không nào? Vậy x là bội của 9 và không vượt quá 22. X là bội của 9 không vượt quá 22. Vậy thì x này sẽ thuộc các số gì nào? Bội của 9 thì chúng ta sẽ lấy số 9 này nhân bắt đầu từ 0. 9 x 0 được 0. 9 x 1 được 9. 9 x 2 được 18. 9 x 3 27. 27 không được vì nó vượt quá 22 mất rồi. Được không nào? Vậy thì chúng ta sẽ có được 3 số. Hiểu không các em? Rồi, tiếp tục chúng ta đi sang bài 2.28. Lớp 6B có 40 học sinh. Để thực hiện dự án học tập nhỏ, cô giáo muốn chia lớp thành các nhóm có số người như nhau. Số người là như nhau này. Mỗi nhóm có nhiều hơn 3 người. Nhiều hơn 3 người. Hỏi mỗi nhóm có thể có bao nhiêu người? Và thì ở đây các em quan sát này. Bài 2.28. Có phải là có 40 học sinh mà xếp thành các hàng như nhau, đúng không? Xếp thành các nhóm như nhau này. Do có 40 học sinh xếp thành các nhóm có số người như nhau. Nên có phải là gì các em? Nên có phải là số học sinh là ước của 40 không? Đúng không? Nên cái số học sinh này chính là ước của 40. Đấy. Ngoài ta có ước của 40 sẽ là gì? Nhớ nào. Đây, chúng ta cứ tìm ra ngoài vở nháp cho thầy. Ước của 40. Chia 1 được 40. Chia 2 được 20. Chia 3 được không? Không. Chia 4 được 10. Chia 5 được không?
Được. Chia 5 sẽ được. 8. Chia 6 được không? Không. Chia 7 được không? Không. Chia 8 được 5. Như vậy thì chúng ta đã lặp lại rồi. Đó. Chia 5 được 8. Rồi khi nào chúng ta thấy lặp lại chia 8 được 5 thì coi như chúng ta đã lặp lại, chúng ta không chia nữa. Vậy thì ta có các ước của 40 sẽ là 1 này, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40. Được không các em? Rồi. Và người ta nói gì nữa nè? Mỗi nhóm có nhiều hơn 3 người, có nghĩa là lấy lớn hơn 3 các em. Đúng chưa? Vì mỗi nhóm có nhiều hơn 3 người nên số bạn trong mỗi nhóm chỉ có thể là mấy? 4, 5, 8, 10, 20 và 40. Đúng không? Ta có bảng sau. Số học sinh mỗi nhóm. Và đây là số nhóm. Rồi. 4 học sinh. Thì ở đây sẽ được 4 học sinh này, 5 này, 8, 10, 20, 40. Đúng không? Vậy thì có 4 học sinh mỗi nhóm thì chia được bao nhiêu nhóm? 10 nhóm. Đúng chưa? Có 5 thì sẽ chia được bao nhiêu nhóm? 8 nhóm. Có 8 học sinh mỗi nhóm thì sẽ chia được 5 nhóm. Có 10 học sinh thì sẽ chia được 10 học sinh mỗi nhóm thì ta sẽ chia 4 nhóm. Các em chỉ lấy 40 này, các em chia cho từng số này thì nó sẽ ra thôi các em. Được không nào? Thế thì có 20 bạn học sinh trong mỗi nhóm thì chúng ta sẽ có 2 nhóm. Và có 40 bạn học sinh trong mỗi nhóm thì có 1 nhóm. Thế thôi. Được không nào? Đấy. Nhiều hơn 3 người. Thì rõ ràng cái trường hợp mà cô yêu cầu chia các em thì nó sẽ rõ ràng, thì 40 mà chia thành một nhóm thì rõ ràng không, cô không có chia nữa. Nên cái trường hợp này các em này, trường hợp này chúng ta loại bỏ luôn, được không nào? Mặc dù người ta có thể nói là gì, người ta nói là cái nhóm của mình là nhiều hơn 3 người, nhưng mà đã là 40, được không, đúng không, đã là 40 bạn học sinh mà đi chia rồi thì không thể nào mà bảo chia thành một nhóm được. Nên chính vì thế là chỗ này chúng ta bỏ đi, đúng không? Hợp lý hơn thì chỗ này chúng ta nên bỏ đi. Rõ ràng như thế, lại chỗ này cũng như thế. Hiểu không nào? Chúng ta sang bài 229. Hai số nguyên tố được gọi là sinh đôi nếu chúng hơn kém nhau hai đơn vị, được gọi là sinh đôi. Ví dụ 17 và 19 là hai số nguyên tố sinh đôi. Em hãy liệt kê hết các cặp số nguyên tố sinh đôi nhỏ hơn 40. Vậy thì thằng này mình liệt kê thôi, rồi kiểm tra ở cái bảng sau thôi. 2.29. Các cặp số nguyên tố sinh đôi nhỏ hơn 40 là. Là các em thấy nè, chúng ta có số 3 và số 5, đúng không? Hơn kém nhau hai đơn vị. Cặp tiếp theo sẽ là gì? 5 và 7. Cặp tiếp theo sẽ là gì nào? Sẽ là 11 và 13. Cặp tiếp theo sẽ là 17 và 19 như trong đề bài nói. Và cặp cuối cùng sẽ là 29 và 31. Như vậy thì có nghĩa là chúng ta chọn các số nguyên tố và chúng ta xem thì những cái số nào mà hơn kém nhau hai đơn vị thì chúng ta sẽ cho nó thành một cặp thôi. Được chưa nào? Rồi, như vậy thì thầy vừa mới hướng dẫn xong bài 29. Còn các em cứ kiểm tra lại ở gì? Các em cứ lật bảng nguyên tố và kiểm tra lại ở trang 21 nhé. 121. Trang 121. Viết sau sách á. Được chưa? Rồi, xin chào các em. Chúc các em học tốt.